Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV, cập nhật những tin tức nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trưa nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng lừa chạy án chiếm đoạt 1 tỷ đồng từ nhóm làm giả đăng kiểm sổ hồng. Đồng Nai khởi tố 19 bác sĩ, nhân viên y tế trục lợi bảo hiểm xã hội. Độc đáo nón lá của người Nùng. Thưa quý vị, hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 10 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô số đề, quy mô hơn 2.000 tỷ đồng. Qua điều tra ban đầu xác định, đường dây này hoạt động từ tháng 4 2021 đến nay do Đào Văn Thủy, sinh năm 1986, cầm đầu. Thưa quý vị, liên quan vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đánh sập đường dây làm giả đăng kiểm sổ hồng quy mô lớn. Vào tối qua, đại diện Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong vụ án, công an đã bắt giữ Lê Thị Duyên, người đã lừa chạy án cho nhóm này và chiếm đoạt 1 tỷ đồng. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Trần Tiến Thành, 35 tuổi, cầm đầu đường dây, thường xuyên đăng tin nhận làm giấy tờ giả trên mạng hoặc thông qua những người môi giới, cò để nhận đặt hàng làm. Từ đầu năm 2023 đến nay, Thành đã cùng với đồng phạm làm giả số lượng khoảng 3.600 tài liệu giả các loại, thu lợi bất chính khoảng 900 triệu đồng. Theo đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ 12 người để điều tra tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Còn Lê Thị Duyên, 28 tuổi, ngụ quận 12, bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ việc bắt giữ nhóm làm giấy tờ giả này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an quận Bình Thạnh còn mở rộng bắt giữ thêm 3 người tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Thông tin pháp luật tại Đồng Nai, thưa quý vị. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa hôm qua đã ra quyết định khởi tố 19 bị can để điều tra về hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức tại các phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố Biên Hòa để trục lợi tiền bảo hiểm xã hội. Trong số 19 bị can bị tạm giữ, có 5 bác sĩ, trong đó có 3 bác sĩ là trưởng các phòng khám đa khoa Long Bình Tân, phòng khám đa khoa Tân Long và phòng khám đa khoa Hiền Phước. 2 bác sĩ là phó phòng khám đa khoa Tam Đức và bác sĩ chuyên khoa tại phòng khám đa khoa Mỹ Đức. Ngoài ra còn có 14 bị can là dược sĩ, nhân viên y tế và đối tượng chuyên môi giới để làm giả các loại giấy tờ liên quan, trong đó một nữ được tại ngoại do đang mang bầu. Trước đó, ngày 30 tháng 5, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với công an một số phường xã trên địa bàn thành phố triển khai các tổ công tác đồng loạt ập vào 8 địa điểm, 6 phòng khám và 2 nhà của đối tượng cò mồi khám xét. Quá trình khám xét tại các phòng khám, địa điểm liên quan, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ làm được hưởng bảo hiểm xã hội, hơn 400 giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả, chưa có thông tin người khám. Ngoài ra, lực lượng công an cũng thu giữ 100 thùng tài liệu, hơn 40 CPU máy vi tính, điện thoại di động và các tài liệu tăng vật có liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại các phòng khám để phục vụ công tác điều tra. Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng này đã làm giả các loại giấy tờ trên để bán cho các công nhân lao động tại các công ty để quyết toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, các đối tượng lập hồ sơ rút tiền bảo hiểm y tế đối với công nhân. Trên thực tế, công nhân không bị bệnh và cũng không đi khám, nhưng các phòng khám vẫn được hưởng tiền khám chữa bệnh từ nguồn bảo hiểm y tế. Việc làm này đã gây thất thoát ngân sách nhà nước, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp. Hiện cơ quan công an đã chuyển hồ sơ qua Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để tiến hành quy trình tố tụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhân Trạch đang tích cực mở rộng điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Trung Hiếu, 31 tuổi, trú tại xã Long Thọ, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào cuối tháng 12 năm 2022, Hiếu nảy sinh ý định tìm gặp gia đình 6 đối tượng đã tham gia vụ cố ý gây thương tích tại xã Đại Phước, huyện Nhân Trạch. Trong đó có gia đình đối tượng Nguyễn Chí Kha, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh để lừa chạy án. Sau khi xin được số điện thoại của bố đối tượng Kha, Hiếu tìm cách liên lạc và tự giới thiệu mình quen biết với một số cơ quan tiến hành tố tụng huyện Nhân Trạch, có khả năng lo chạy án được cho Kha. Sau đó, Hiếu hẹn gặp bố của Kha tại một quán cà phê để bàn việc chạy án và yêu cầu gia đình phải đưa 200 triệu đồng để lo cho Kha không bị bắt và được hưởng án treo. Tưởng Hiếu có khả năng lo chạy án thật, bố Kha đồng ý làm theo yêu cầu của Hiếu. Từ cuối tháng 12 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, tại một quán cà phê ở xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, Hiếu đã 3 lần nhận tổng cộng 200 triệu đồng từ bố của Kha để lo chạy án. Ngoài ra, Hiếu còn lừa úp được cả hồ sơ vụ án không đưa ra tòa xét xử với điều kiện phải chi thêm 200 triệu đồng nữa.
bố của Kha và người thân của các đối tượng tượng thật đã hùn tiền đưa cho Hiếu gần 180 triệu đồng, nhưng Hiếu không thực hiện được lời hứa nên gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo. Ngày 11 tháng 3 năm 2023, Hiếu biết hành vi của mình bị bại lộ nên đến công an huyện Nhân Trạch đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tổng số tiền Hiếu chiếm đoạt của 6 gia đình gần 380 triệu đồng và đã tiêu xài cá nhân hết. Hôm qua, đội cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an Đồng Nai tuần tra phát hiện thuyền số LA00046 đang vận chuyển cát lậu trên tuyến sông Đồng Nai, đoạn thuộc xã Tam An, huyện Long Thành. Trong lúc tuần tra, tổ công tác đã phát hiện thuyền của Võ Minh Luân, sinh năm 1978, ngụ tỉnh Tiền Giang cùng vợ đang vận chuyển cát trên sông có dấu hiệu né lực lượng chức năng nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra có hàng chục mét khối cát mua của nhóm thanh niên gồm 5 người khác không rõ nguồn gốc cát. Theo lực lượng chức năng thì đây là nguồn cát có dấu hiệu bơm hút trái phép ngay dưới sông Đồng Nai của các đối tượng nói trên, sau đó bán lại cho vợ chồng Luân với giá rẻ hơn giá thị trường. Theo đó, đội cảnh sát đường thủy đã lập hồ sơ đối với Võ Minh Luân, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, đất đai, cát, đá là nguồn tài nguyên có giá trị lớn đối với con người và tự nhiên. Thời gian qua, mặc dù không được cho phép, cấp phép, song tình trạng người dân ngang nhiên khai thác, vận chuyển, mua bán đất, cát, đá, trái phép vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Vâng, và trước thực trạng trên, thì Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện nhiều kế hoạch kiểm tra, truy quét, bảo vệ lâm sản, khoáng sản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường, tài nguyên cho người dân. Ghi nhận của phóng viên online cùng DNRTV tại huyện miền núi Tân Phú. Theo Công an huyện Tân Phú, hiện nay trên địa bàn có các khu vực thường xảy ra khai thác cát trái phép, gồm khu vực sông Đồng Nai, địa phận xã Đắc Lua, giáp ranh địa phận huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Hai địa điểm tại khu vực sông La Ngà, giáp ranh khu vực giữa xã Phú Điền, huyện Tân Phú, xã Gia Canh, huyện Định Quán và giáp ranh giữa xã Phú Bình, xã Đa Cai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Khu vực sông Đồng Nai giáp ranh giữa xã Phú Thịnh và xã Thanh Sơn. Khu vực sông Đà Hoai giáp ranh giữa xã Nam Cát Tiên và huyện Đà Tẻ, tỉnh Lâm Đồng. Các khu vực khai thác đất trái phép gồm khu vực xã Phú An, khu vực dốc Dài xã Phú Xuân, dốc 300 xã Phú Xuân, khu vực xã Phú Sơn, khu vực xã Phú Thịnh, khu vực xã Núi Tượng, Tà Lài. Trên địa bàn ấy, là bao quanh bởi ba con sông lớn, đó là sông La Ngà, sông Đạ Quay và sông Đồng Nai. Đặc điểm của địa bàn là có cái khối lượng, cái trữ lượng cát rất là lớn, cùng với sự khan hiếm của các vật liệu xây dựng thông thường như là đất và cát, thì tình hình cái việc mà khai thác khoáng sản trái phép, nhất là cát, trên địa bàn còn diễn biến phức tạp và còn tiềm ẩn. Hiện nay, trên cơ sở quy hoạch khoáng sản, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã cấp phép hoạt động cho hơn 40 cơ sở. Tuy nhiên, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi. Từ năm 2020 đến nay, Công an huyện Tân Phú đã phát hiện, xử lý 11 vụ, 11 đối tượng khai thác khoáng sản, đất cát trái phép. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng việc xin cải tạo mặt bằng đất tại chỗ để tiến hành khai thác đất cát trái phép. Đối tượng thường lợi dụng lúc nửa đêm hoặc khu vực đồi núi vắng để tiến hành khai thác đất cát. Từ khoảng 3 đến 5 tiếng thì tạm ngưng không khai thác nữa. Quá trình khai thác có người canh gác từ xa để báo động lực lượng công an. Khi mà đội vô làm việc á, thì bà Nguyễn Thị Loan khai nhận là bà Loan này dùng máy cuốc này cuốc đất tại thửa đất của bà Nguyễn Thị Sương. Thì cuốc đất không có giấy phép, thì cuốc lên xe ben sẽ đi bán cho ông Hùng. Qua quá trình xác minh thì tại thửa đất đó không có giấy phép khai thác, thì đội đã lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật và tịch thu các phương tiện. Tham mưu cho các đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã và chỉ đạo công an các xã là tăng cường cái công tác tuyên truyền phòng ngừa về mặt xã hội, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và đấu tranh bắt giữ đối với các hành vi phạm pháp luật, đặc biệt là những hành vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, Công an huyện Tân Phú tiếp tục tổ chức tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ khoáng sản, phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý đối với hành vi khai thác trái phép khoáng sản nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Ngoài ra, Công an huyện tiếp tục công tác phòng ngừa, gọi hỏi, răn đe những đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Liên quan đến hai trường hợp tại Đồng Nai bị ngộ độc do ăn nấm mọc trên xác ve sầu, thông tin từ các bệnh viện cho biết hiện sức khỏe hai bệnh nhân đã được cải thiện. Theo bác sĩ Trịnh Việt Bắc, phó khoa hồi phục tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe chị NTNN
47 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc đã cải thiện rất nhiều, có thể ăn uống, nói chuyện được. Trước đó, ngày 7 tháng 6, chị nhập viện trong tình trạng choáng váng, nôn ói, tiêu chảy sau khi cùng con trai 12 tuổi ăn nấm mọc trên xác ve sầu. Bé trai con chị do ăn nhiều hơn nên tình trạng nặng hơn, hôn mê, tổn thương gan, thận, điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai. Sau 2 ngày bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh và hiện sức khỏe cải thiện dần, đang thở oxy và truyền dịch. Thời gian qua, tại nhiều địa phương trong cả nước, nhiều người dân bị ngộ độc do ăn nấm mọc trên nhộng ve sầu vì nhầm tưởng nấm này là đông trùng hạ thảo. Theo các bác sĩ, đây là ngộ độc nấm độc Giromethrin, chưa có thuốc đặc trị. Hiện đang là thời điểm hoạt động của ve sầu, thời tiết mưa nhiều, nấm độc Giromethrin dễ phát triển trên nhộng ve, do vậy người dân cần thận trọng. Vâng, thưa quý vị, khi nhắc đến nón lá thì chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nón lá bài thơ hay là nón lá làng chuông, đúng không quý vị? Và chúng tôi sẽ giới thiệu thêm cho quý vị một loại nón lá nữa vô cùng độc đáo của Việt Nam. Đó chính là nón lá của người Nùng ở Cao Bằng. Vâng, thưa quý vị, với dân tộc Nùng ở huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, chiếc nón lá là vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Dù không còn phát triển như xưa, nhưng nghề làm nón lá của người dân tộc Nùng nơi đây vẫn tồn tại và được giữ gìn. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện này ngay sau đây. Những con đường quanh co, cánh đồng lúa xanh mướt, nhà mái ngói nằm san sát bên nhau, và những người nông dân đang cần mẫn làm nón lá trước hiên nhà. Đây là những hình ảnh quen thuộc mà bất kỳ ai cũng dễ dàng bắt gặp khi đến với xóm Hoàng Diệu, xã Tự Do, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng, nơi lưu giữ nghề làm nón thủ công đặc trưng của người Nùng. Với người Nùng, chiếc nón lá không chỉ là vật để che mưa, che nắng, mà còn là câu chuyện văn hóa gắn bó với suốt cuộc đời của mỗi người. Cây lại làm nguyên liệu chính, tức là một cây ở trên này gọi là cây nứa, một cây trên này gọi là cây mẹ thàn, rồi là cần cái lá cây mai nữa. Cái cây này thì nó có giá trị, tức là đồng hành cùng với dân tộc, khi con người cần thiết cái gì thì phải dùng đến hai cây này. Từ nhỏ thấy các ông bà cứ đi làm nè, để đỡ che nắng che mưa nè. Lúc mà đi các ông bà qua đời thì nó cũng đem cái nón này đi theo mà. Nón lá của dân tộc Nùng ở Cao Bằng rất khác với nón lá dưới xuôi. Không chỉ khác về hình thức mà còn khác về cách làm và nguyên liệu. Để làm ra một chiếc nón hoàn chỉnh, cần trải qua nhiều công đoạn và mất khá nhiều thời gian. Sáu công đoạn này rồi, còn cái đường vòng này, lớp dưới này, lớp trên này, còn vót nữa này. Mỗi ngày làm được hoàn chỉnh là mỗi ngày được làm được 3 cái. Có lẽ chính vì sự cẩn thận tỉ mỉ, kỳ công như vậy mà chiếc nón lá của dân tộc Nùng được đánh giá là sản phẩm thủ công độc đáo, thể hiện bàn tay hài hòa, trình độ thẩm mỹ của nghệ nhân. Và mặc dù không còn được phát triển như trước, nhưng với mong muốn gìn giữ nét văn hóa của dân tộc, nên nghề làm nón lá vẫn luôn được người dân nơi đây gìn giữ, bảo tồn. Em rất tự hào về chiếc nón lá ở địa phương em, vì nó được làm hoàn toàn thủ công và rất là tỉ mỉ. Là một người trẻ thì em muốn theo nghề để gìn giữ văn hóa địa phương, không làm mai một đi làng nghề của dân tộc. Chiếc nón lá do đôi bàn tay chai sần của những người thợ làm ra tiếp tục đi đến những phiên chợ, bầu bạn với những người dân vùng núi cao, giúp che mưa, che nắng và hiện hữu như là một minh chứng cụ thể cho nét độc đáo của đất và người nơi vùng núi cao. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý vị có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Một lần nữa cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.